Xin chào đại gia đình, em quá huyện Nhân Thạnh, thành phố Cần Thơ nha. Tiếp tục nay lên sóng nha. Trước là em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách của chú anh chị em. Bạn bè thân mến gần xa đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt hết. Đó, hôm nay em xin phép giới thiệu một bộ, một lô sản phẩm này là 20 cái giá 200 ngàn, chưa bao gồm phí ship ha. Quý khách của chú anh chị em nào tin tưởng, chuyển khoản đủ em bao ship toàn quốc. Ship này thường thường là 25 ngàn ha. Rồi bán nhanh bán mau bán lẹ luôn. Có một cái số độc lạ, một món độc lạ ngộ ha. Một cái em biết xài, cái cũng không biết xài như thế nào luôn. Em chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật, em bán qua các trang như Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi em xin phép giới thiệu ha. Cái này là cái nĩa dành cho em bé này, có chữ dập đàng hoàng ha. Cái này là mà làm trái cây hay gì là thiên thu luôn, không biết chừng nào nó hư nữa. Còn cái nĩa này thì ngoài nó đẹp ha, cũng dập chữ luôn nè, bằng cái cán thì thấy nó hơi cũ cũ. Còn cái muỗng mà nó có khứa khứa, không làm gì nữa, cũng có dập chữ luôn nè ha. Cái muỗng, muỗng nước cháo, muỗng gì nè. Đa số cái đồ người ta dập chữ chưa. Cái này mới im nè, rất là nặng nha. Cái sạn Toshiba luôn, chữ cái này đẹp quá. Còn cái này là cái mô gì không biết luôn, hay là cái nắp nồi hay là cái gì không biết nữa. Cái này không biết thiệt tình luôn à, làm gì đấy. Cái này là không biết nè, cái này là khu sữa bò nè ha, của nước ngoài nha, chứ không phải của Việt Nam đâu ạ. Khu nước bò, khu bia luôn. Còn cái này là vớt bọt hay là vớt chanh, vớt hạnh gì đó. Cây này là cây đánh trứng. Cái này là cái giá, cũng có dập chữ luôn nè ha. Rồi thêm cây nhọn quắt, nhọn quơ này, không biết làm gì nữa nè. 18-8 gì tiếng Anh nè. Nó nhọn dữ lắm nha quý khách, nó nhọn mà nó dẹp, không biết làm gì nữa. Cây này mới đọc rồi, không biết làm gì hay là nó gãy ta. Mà em nghĩ không phải nó gãy đâu, nó gãy đâu bằng gan gì á. Cái này nó công cụ gì đó, bó tay nè, cái này không biết thiệt tình luôn. Cái dao, ồ dao này sắc trái cây hoặc đem đi chơi này kia, lịch sự là gọn nè ha, nhỏ gọn. Cái này cũng vậy luôn, cái này cũng dập chữ, cái này cũng có dập chữ nè, cho băng đàng hoàng nha. Còn mấy cái nĩa, mấy cái dao này là bên, thường thường mình đi buffet nước ngoài hay khách sạn nhà hàng cao cấp á, có mấy cái này nè, mấy cái nĩa nè, cứng như lắm, cứng luôn, bền vô đói luôn. Cái này nè, cái này có dập chữ không, cũng có dập chữ luôn. Cái, sao mấy cái này dập chữ trơn ha, có thương hiệu trơn nè. Còn cái này hơi xấu mẻ nha quý khách, cô chú anh chị em lưu ý giùm em nha. Cái này nè, giờ mài dũa lại xài được cái gì được, không thôi làm công chuyện gì làm. Cây này đẹp nè, cái hình hình con chim mổ thóc vậy nè, đẹp cực kỳ. Cây này đẹp nha, sáng như cái dao vậy, ổ lọ như cây kiếm vậy. Rồi em xin nhắc lại nha, 20 sản phẩm này là giá 200 ngàn, chưa bao gồm phí ship 25 ngàn. Quý khách cô chú anh chị em nào mà thật sự tin tưởng á, chuyển khoản đủ thì em bao ship. Em bán là cho xem hàng đàng hoàng nha, đúng sản phẩm gì đó thì quý khách hãy lấy, còn không đúng được trả lại nha. Còn một số trường hợp là em cho thử máy, thường thường bán đồ điện 100 á, cho thử là phải gọi em một tiếng em mới biết nha, chứ không phải là không cho thử, vẫn cho thử với điều kiện ghim điện 100V giùm em. Rồi em xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em ha. Rồi em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.